mất A, mất B, mất C và mất gì? Mất cả D và mất cả backup của D. Nhưng mà mất mất cái DB này mà cũng còn DB này, đúng không? À, còn A, B, C thì rõ ràng là mình còn nguyên backup. Hỏng của 2 và 4 thế này. 2 và 4 thì cho mất 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 cả backup của A, mất cả backup của B. Mất cả A, cả B, cả C, mất cả backup của D. Nhưng mà gì? Backup của D còn này, bên này của 1 này. Backup của B thì còn bên của 3 này. Backup của A thì cũng còn ở bên của 5. Nó tóm lại là nếu mà đủ hết 6 ấy, nó sẽ đi cho phép hỏng đồng thời là 2 ổ. Đó, 2 ổ đồng thời. Cái trường hợp hỏng 2 ổ đồng thời thì có hiếm không? Cũng chả hiếm. Trừ khi là chập điện cháy nổ thì nếu mà về là hỏng cái cơ học thì kỹ thuật nó cũng sẽ ít khó xảy ra. Cái này người ta ít dùng nhá, người ta hay dùng hết năm ở thầy vừa nói rồi, hết một người ta hay dùng để cài cái này, còn hết năm thì người ta hay dùng để gì chứa dữ liệu không, vì cái tính sẵn sàng của nó tăng và đọc đi được nhanh lắm. Nên là hết năm hay dùng để chứa dữ liệu, còn hết sáu này thì là khá an toàn, nó ít khi dùng vì nó dung lượng của nó sẽ mất hai ổ để làm backup, đúng không? Hai ổ làm backup khá không kém. À, để có hình sáu cần tối thiểu bao nhiêu? Bốn không? Cần tối thiểu bốn. Rồi, hết một không. Anh gọi một số tài liệu gọi là hết 10. Mười thì làm một hết 10. Hết kết hợp với hết một hết không, hết một không. Đấy, kiểu minh chứng này thì các bạn thấy là gì? Nó sẽ tận dụng được cái bơm phần nhanh của thằng nét thì nét không và tận dụng được cái tính dự phòng của nét một mirror. Đấy, các bạn thấy không, A một ở trên là lưu tuần tự kiểu sweep A một A hai và sau thì nó lại trên nó lại có cái phần bên dưới nó backup cái khối bên trên đi 4 backup đi 1 phải không, 5 backup đi đi 4 thì nó ghép đi 0 thì ta mới đi 1. Đấy, các bạn bên dưới này là kết 1 nhé, ở trên là kết 0. Cái đường 2 là cái điểm này. Kết 1 0 không? Kiểu này thì các bạn thấy gì? Ưu điểm thì tốc độ cực nhanh. Và gì? Phí dự phòng cực cao đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn thấy cái điểm của nó này. Cái điểm là tổng dung lượng chúng ta là, thứ nhất là gì, cần bao nhiêu này, cần bao nhiêu để có hình hết không, hết một không, cần bao nhiêu à, cần hai bốn ổ cần tối thiểu bốn ổ, cần tối thiểu bốn ổ và dung lượng gì, dung lượng nó mất 50% không, chúng ta mua bốn ổ 4T về thì tổng dung lượng lưu trữ được khoảng 2T, bởi vì nó mất một nửa để nó backup. Ở đây cái kiểu này nó hay dùng kiểu này nó hay dùng để nó để lưu trữ database mà database thế không là dữ liệu thông thường còn rất một không thì nó hay dùng để ví dụ web server các bạn trên web server nó cần tốc độ cao và cần an toàn, người ta hay dùng hết một không là web server này hết một không. Tất nhiên bây giờ FD thế hệ này là FD nó rẻ không, thì đẻ ngon nhất vẫn là hết chơi cái hết một hết một hết năm mà tôi được đọc gì hết năm thì em mất mất không thì nốt lại hết người ta hay dùng hết năm để như người ta gọi là data dữ liệu và hết một là cái điều hành. Còn cái yêu cầu cung cấp phần cao web server thì hết một không mà nó làm hết không thì nó mất 5% dung lượng của tổng số tổng lượng của 5% thì phổ biến
năm mà chúng ta gặp để nó lên năm vào lên một nhé, sai cái này. Rồi thế là hôm qua của vấn đề rết và gì to rết tai kiểu gì thế mà tiếp là những thiết bị để dùng để backup thôi, backup như là những con từ ta có con storage rồi mà để dữ liệu trong storage cũng chưa toàn thế rồi máy cắt của người ta thì cũng cần một cái không may nó kết cả con storage thế à, thì thiết bị nó có các banh từ để nó backup dữ liệu ra đấy thế là một thiết bị dùng để backup khi nói tết có thể có con web server nó móc một tết có thể các cái liên quan hôm nào đó có văn phòng server có chỉ định có hệ thống storage tết đây thì một vài cái tính năng mới của thằng Windows 12 và 2012 đó thì không thì thằng này có một cái tính năng nổi bật là nó có gọi là tính năng gọi là storage space thì là cái gì thầy vừa nói đấy, nó là một công cụ nó gom tất cả các phân tử này thành một cái ổ cứng logic để nó chia ra cái nguyên này và nó hỗ trợ các kiểu net như thế này luôn, đây là storage space. Vậy là không phải cài net chứ mình chỉ cần net này là cái này là các ổ cứng thường thôi. Giả sử chúng ta có con server mà nó không hỗ trợ net, một cái máy bảng bình thường chúng ta mua một bảng chúng ta cắm bảng à, chúng ta sử dụng cái công cụ là storage space để ta gom thành lết mềm đấy, giúp chúng ta bảo vệ dữ liệu an toàn mà không mất tiền, tức là giảm được tiền, bởi vì nó là một cái rô trên điều hành thôi mà, chứ không phải chúng ta mua tặng lết. Một tính năng nữa là gọi là data deduplication, tức là trên con server nó có rất nhiều dữ liệu trùng lặp đấy. Thì thằng này nó có tính năng là đi tắt đi cái sử, tức là nó sẽ xóa những cái, nó sẽ tìm cái file folder chúng ta phải xóa đi, nó chỉ để một bảng duy nhất để nó giảm thiểu cái dung lượng trên ổ cứng. Ngoài ra nó có một cái tính năng gọi là ISCSI, nó đọc là ISCSI target server. Đây là một cái row trên Windows 2012, nó biến một con server thành một con xe to hết. Thì bình thường chúng ta phải mua hệ thống SAN cứng luôn. Đây chúng ta phải xây dựng một hệ thống SAN mềm, dùng cái công cụ là ISCSI target server này. Chúng ta biến một cái con server cài Windows 2012 thành một con xe to hết để chúng ta cài các dịch vụ khác. Thay vì chúng ta bỏ một đống tiền ra chúng ta mua hệ thống SAN cứng thì chúng ta dùng cái SAN mềm. Đấy, tính năng quản lý nâng cao thì có một cái gọi là work folder và DFS tính năng cắt. Work folder là thư mục làm việc đúng không? Bình thường là chúng ta lưu dữ liệu trên máy cá nhân chúng ta hoặc lên trên file server. Bây giờ thầy mà lưu dữ liệu trên desktop hoặc trên góc bình thường của máy chúng ta mà tự nó book lên trên server thì đấy gọi là work folder. Là mình lưu trên máy chúng ta thì mình tự động cái dữ liệu được di chuyển lên server đó. Do đó khi mà máy tính chúng ta bị hỏng thì nó cứ còn trên server. Đấy là gọi là work folder. Một tính năng cuối là gọi là DFS, nó viết tắt của deep chip sử, deep chip sử file server. Tức là một file server chúng ta không phải nằm ở một vị trí yên tĩnh mà nằm ở nhiều nơi trên thế giới. Đơn giản chúng ta có thể có con file ở Hà Nội kết nối đến con file ở Hồ Chí Minh, dữ liệu từ đồng bộ giữa hai con với nhau. Ở Hồ Chí Minh người ta tạo một cái thư mục ở Hà Nội xuất hiện luôn, gọi là DFS, Diffusion File Server, hệ thống file server phân tán không phải nằm ở một vị trí địa lý mà nằm ở nhiều nơi. Tính năng của Windows 2012 R2
Rồi, đây là phần về nhất đúng không? Là overview về cái thằng stress. Thì thực tế là thì customer đa số là có bạc rết cưng rồi. Thì chúng ta có thể chọn giải pháp là lưu trữ trực tiếp được, tức là Google Storage thôi. Hoặc là chúng ta mua thiết bị này nát rồi chúng ta lưu trữ trên tự nhiên không bán network hay là sang thì cũng được. Tùy cái công ty họ làm một lạnh hàng trường hợp. Rồi, phần thứ hai là quản lý đĩa không? Quản lý các ổ đĩa. Và các cái group này là gì? Mục đồ. Phần thứ hai là cái đồ là quản lý ổ đĩa và đĩa là các ổ cứng đúng không? Và cái quân group này là gì? Xung lượng. Chúng ta mua một vật lý này chúng ta phải chia nó ra. Đây là các pha chân. Tập. Chia ra cái gì? Để chia ra kiểm. Có thể gọi là bắt xung lượng. Xung lượng. Đây là cái ổ xích. Ổ xích. Chúng ta gọi là ổ C, ổ D, ổ E. Ra đấy. Đó là phân vùng. Đấy thì là cái bắt xung lượng. Cái volume. Cái ổ chúng ta vào chúng ta thấy có ít. Ít không, ít một, ít hai. Đấy gọi là ổ cứng. Đó là cái ổ vật lý. Cái bắt volume. Và cái sự đó. Đó. Đó chúng ta hiểu quá trình quản lý ổ đĩa rồi ta xử lý nào nhé, định dạng của đĩa. Khi mà làm việc với ổ đĩa thì nó có một cái gọi là partition table format. Chúng ta định dạng cho cái ổ đĩa. Thì nó có hai kiểu đó các bạn, kiểu truyền thống ra hay là MBR. Bây giờ nó ra cái chuẩn MBT, ổ cứng tinh dạng theo kiểu MBR, MBT. MBR là viết tắt của Master Multi Port đó, kiểu khá phổ biến ngày xưa năm 90 gì đó, 80 gì đó. Đưa ra cái tình trạng cứng đó. Rồi giờ cũng đang dùng phổ biến thôi. Cái này thì nó chỉ hỗ trợ tối đa là 4 cái primary partition. Khi bọn em tạo partition ấy thì nó có hai cái đó, lựa chọn là partition loại hoặc là primary loại gì. Logic. Phải cái hệ sử dụng thì riêng mạnh định dạng của cái đó ấy, chỉ có lượng tầm tối đa là 4 thằng quay mi thôi, các bạn chia thì tăng ổ 5 thì nó lấy ổ tương ra cái kẻ nó chia ra cái ổ xích thì ổ nào quay mi thì mới cài được theo anh nhá, theo anh chỉ cài cái ổ quay mi của nó sẽ cần thêm chỉ là chưa dữ liệu quay mi lúc ta cài cái này nó trực tiếp là ổ quay mi và kiểu mà cái đó này nó chỉ hỗ trợ ổ cứng hai ghi đổ lại là 2T đổ lại. Còn ổ cứng mà lớn hơn 2T thì các bạn khuyên nên dùng là gì? Chúng ta khuyên nên dùng là gì? Mà VT. Mà VT là VT viết tắt của Gromoni EQ thì A5 GUID Partition Table GVT. Thì đây là cái định dạng ổ cứng mà đang các cái hệ máy tính mới đa số đề phô cho cái này. Ví dụ của chúng ta là gì? Đa số là lớn có đơn vị là đơn vị bằng T của là vi, tức là 500 vi là đã to lắm rồi. Giờ với T là vi thì là bao nhiêu? Thì cái này nó hỗ trợ chúng ta tạo tối đa để đúng như những là gì 128 cái partition đó, loại của vi bình thường là 128 các cái sự 128 các cái sự và
gì? Quá nhiều. Vào gì nhỉ? Hỗ trợ đến 18 B. B. X3. Thế một X một IP thì bằng bao nhiêu TB? X3. Một chữ IP bằng bao nhiêu TB?
dữ liệu nó nằm trên cả hai ổ, một ổ hai đó. Thì khi mà dữ liệu nó chạy trên nhiều cứng thì người ta phải con vớt cái ổ để xem là đi nó định không, phù hợp không có hiểu biết. Nên đây nó có nói là gì, khi mà thay đổi không cần phải đổi lại ở bên đâu. Đấy, khi mà có hình nét thì chúng ta chú ý là cái ổ là ổ kính mít. Còn nếu mà cài kèm hành thông thường thì chúng ta sẽ basic chọn là basic. Đấy không? Chọn basic. Khi mà có hình nét trên ổ cứng, trên mềm ấy, bắt buộc chúng ta phải chọn kính mít nữa. Mở rộng của trang
GPS thì là cho phép lưu lượng trên đường đi, nhưng mà khi mà cắm vào máy mát không ghi được máy nhận. Ví dụ chúng ta có bộ ứng cắm ngoài hoặc là UD, chúng ta có hai thiết bị vừa là Windows vừa Mac, mà chúng ta để UD định dạng là GPS thì Windows nhận trên Mac nhận. Chúng ta nhận thì nhận nhưng mà chỉ đọc thông tin được, chỉ đọc thông tin được. Đấy. Nhưng mà nếu mà không biết thì này cũng lưu được cái file hơn đường đi. Thì có một cái định dạng giúp chúng ta đặc biệt giữa Mac Windows và XKR. Định dạng của anh hưởng đến các dữ liệu. Mình có chứ. Cần nếu mà không vớt thì nhất, nhưng mà không biết. Không vớt thì không vớt thì à, thì nó có một định dạng này mà là sản phẩm đâu của Mac chú ý nhất. Thì UV không phép bắt đầu thì không thì ạ. Đấy, nó vừa cho nó hơn một cái Mac chú ý nhất. Còn đây nhá, ở đây các bạn đây này. Trên máy.
đây thầy không làm cho nó một cái ký tự để tăng sừng là thầy sẽ trên này thầy sẽ tạo cái mục này của C. Cái vô lúc mình tạo ra cái bản thân này tự bằng thầy này thì là mơ vừa vào cái mục đó cái gì thôi và thầy sẽ không bán cho nó cái nào thầy đã dùng sai định ra bình thường không kinh xuyên thầy cũng là bình thường thầy cứ để bình thường thì lúc này thầy tạo ra được một cái nhưng mà các bạn thấy cái hôm nay nó nặng nó toàn thể nó nặng nó nằm ở trong cổ C này chúng ta đi mà nó không lấy chữ lượng cổ C được lấy chữ lượng và thì rất là được cho nên cái gì nó không